thuê xe hỗ trợ phòng chống dịch để chở ma túy. Công an tỉnh Bạc Liêu đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng sử dụng xe hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 để mua bán ma túy. Thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 18 tháng 8, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu phát hiện một xe ô tô mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Thời điểm này, bên trong xe có 3 đối tượng gồm Nguyễn Quốc Duy, sinh năm 1985, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Nghị, sinh năm 1987, ngụ tỉnh Nghệ An và Phạm Thị Mai, sinh năm 1997, ngụ tỉnh Sóc Trăng. Khi kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện có 4 bịch ni lông bên trong chứa các vật thể màu trắng và 7 viên nén màu hồng nghi là ma túy, với tổng trọng lượng trên 1,6 kg, cùng một số tiền mặt và tài liệu liên quan đến việc mua bán trái phép ma túy. Bước đầu, đối tượng Duy khai nhận cùng với Nghị và Mai thuê xe đăng ký hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 với giá 20 triệu đồng, đi từ thành phố Hồ Chí Minh xuống huyện Phước Long để mua bán ma túy. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.